Từ trước đến nay bà con thường đó là khi mà chúng ta ngâm mẫu giống thì chúng ta phải xử lý cái hạt giống. Thường thì bà con của nông dân của chúng ta sử dụng nhiều cái loại thuốc xử lý hạt giống khác nhau. Tuy nhiên việc xử lý hạt giống thì nhằm để phòng trừ bọ trĩ hay rầy lâu cho những giai đoạn sau này. Nhưng mà một cái giải pháp mà hôm nay mình giới thiệu với các bạn là một giải pháp chưa từng có, đó là sử dụng cái thuốc xử lý hạt giống này, chúng ta có thể ngừa được cái bệnh đạo ôn, đồng thời chúng ta có thể khống chế được cái bệnh trái về lá. Thì cái loại thuốc mà hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn đó là rau thiên tạc 280 FX của công ty Bayer Roxelan Việt Nam. Thì cái loại thuốc này thì nó mới ra mắt đây. Thì với cái sự kết hợp của hai hoạt chất đó là isotianin, chylocytrobin, thì cái rau thiên tạc này nó giúp kiểm soát cái bệnh trái bè lá lúa và cái bệnh đạo ôn trên lá, thì giúp cho cái cây lúa của chúng ta ngay từ đầu vụ nó khỏe và nó tạo tiền đề cho việc tăng năng suất trở về sau. Chúng ta có thể tiết kiệm được chi phí phun thuốc phòng trừ bệnh đạo ôn trước 60 ngàn. Thì cái công dụng của cái thuốc này á thì nó có tác dụng đó là kích kháng lưu dẫn để phòng trừ bệnh đạo ôn từ khi xạ đến giai đoạn chỗ nè. Khi mà chúng ta xử lý giống với rau thiên tạc 280 FX này còn khống chế được cái bệnh trái bìa lá lúa do vi khuẩn, thì giúp cho cây lúa khỏe từ đầu vụ, phát triển xanh tốt, vượt qua cái điều kiện ngoại cảnh bất lợi, tiết kiệm được cái chi phí phòng trừ bệnh đạo ôn trước chỗ. Thì cái cách sử dụng của rau thiên tạc 280 FX này á, thì chúng ta sẽ một chai 100 ml, thì chúng ta có thể là phun cho dùng cho cái lượng giống là từ 30 cho đến 40 kg. Thì cái cách sử dụng như sau, đó là sau khi chúng ta cái giống mà bà con chúng ta ngâm ủ xả chua và ủ đến khi cái nước năn đó theo tập quán của bà con á, thì chúng ta sẽ tiến hành pha một chai 100 ml rau liên tạc 280 FX với 1 lít nước rồi phun lên giống đã nước năn. Sau đó chúng ta trộn đều vụ tiếp từ 12 cho đến 24 tiếng đồng hồ. Sau đó chúng ta mang đi xả.